Trong bài học này Thanh sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái bí kíp mà Thanh làm được. Để lát nữa Thanh sẽ làm thực tế cho các bạn xem cái bí kíp Thanh đã làm. Đầu tiên là bí kíp số 1, các bạn ghi chú lại là xây dựng ra một cái hệ thống trang web. Tại vì Thanh có 6 trang web nên Thanh gọi là hệ thống. Còn các bạn có một cái thì các bạn gọi là một website. Nó đã chuẩn SEO và lên dẫn đầu được rồi. Vậy thì cái cách thức Thanh làm như sau. Đây là 6 trang web của 6 ngành của công ty của Thanh nè. Và Thanh sẽ tạo ra là cứ mỗi một website nha, trong 6 cái trang này, cứ mỗi một trang Thanh sẽ tạo được vài ngàn, các bạn nhớ là vài ngàn trang landing page trong vòng một website. Trong một web có thể tạo ra được vài ngàn trang landing page. Thứ hai nè, mỗi một trang landing page tương ứng với một dự án bất động sản hoặc là một sản phẩm. Rồi thứ ba là khi mình có một dự án hoàn chỉnh rồi, Thanh nhân bản ra dự án số 2 trong vòng 1 phút, nhân bản thêm ra dự án số 3 trong vòng 1 phút, nhân bản thêm trong dự án số 4 trong vòng 1 phút. Cứ mỗi một lần làm ra một dự án mới trong vòng 1 phút. Được không ạ? Đó là bí kíp nha. Rồi, đối với người bình thường, một nhân viên bình thường là họ phải làm nhanh lắm là họ tạo trong vòng 1 ngày để có một trang landing page. Đó, và để tạo 100 trang thì họ tốn 100 ngày. Còn đối với nhân viên của Thanh là tạo ra một ngày một trang. Ngày đầu tiên á, là tạo ra một ngày một trang. Sau đó khi có một trang rồi thì sẽ bắt đầu nhân bản nó ra. Nhân bản cứ mỗi một trang trong vòng 1 phút, nhân 100 trang trong vòng 100 phút. Được không nào? Rồi. Vậy thì Thanh sẽ bắt đầu tạo một trang landing page trong vòng 1 phút. Người khác tạo trong một ngày, còn nhân viên của Thanh tạo trong vòng 1 phút, nhân bản trong vòng 1 phút ha. Rồi, ok, bây giờ Thanh sẽ bắt đầu tiến hành nhân bản trên website homeland.com.vn. Rồi, đầu tiên Thanh sẽ ra ngoài trang web nha. Thanh ra ngoài trang web, Thanh làm nhân bản cho các bạn xem nè. Các bạn hãy tập trung nhìn kỹ cái bài viết của Thanh trước ha. Thanh đăng nhập vào cái trang web cụ thể luôn á. Thanh sẽ mở cho các bạn xem cái bài viết của tôi ha. Rồi, các bạn hãy xem nè. Trong bài viết này, Thanh làm cái bài viết này, nó bài viết mới nhất đến thời điểm này là ngày 9 tháng 9 năm 2021. Thanh đang làm trực tiếp chứ không phải biên tập video đâu. Các bạn kiểm chứng lại bằng cách Thanh làm mới lại cái trang web rồi ha. Làm mới lại trang web rồi, Thanh bỏ cái vòng tròn này đi. Làm mới lại một lần nữa cho các bạn kiểm chứng là ngày 9 tháng 9 là mới nhất ha. Rồi, bây giờ Thanh mới mở ra cái bài đó cho các bạn xem trước cái bài đó có nội dung như thế nào nè. Thanh mở ra cho các bạn xem trước là bài đó nội dung như thế nào ha. Nó có hiệu ứng nhấp nháy luôn nha. Rồi, đây chính là nội dung của cái bài Thanh muốn nhân bản ra, được không nào? Rồi, bây giờ Thanh sẽ làm. Các bạn hãy đếm thời gian, đếm bằng giây ha. Là đếm là tốc độ Thanh làm nhân ra một bài số 2 nó bao nhiêu giây. Được không nào? Các bạn hãy nhìn trên màn hình máy tính của các bạn để coi là mấy giờ, mấy phút, đó, mấy giây. Được không? Thanh sẽ đếm ha. Rồi, bắt đầu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 8 là nó ra cái bài của tôi, nó ra bài số 2 nè. Thanh đếm trong vòng 9 giây ha. Trong vòng 9 giây nó ra bài số 2. Đây là cái thời gian Thanh mới vừa nhân bản ra là ngày 26 tháng 12 lúc 5 giờ 44 phút. Chiều. Đó, được không nào? Đây chính là cái thời gian Thanh mới vừa làm. Tốc độ Thanh nhân bản ra trong vòng 8 giây. Được không nào? Và các bạn xem lại cái bài viết Thanh mở ra cho các bạn xem bài viết mới ha. Bài viết mới đó như thế nào? Ok, nó ra mà còn có hiệu ứng nhấp nháy nữa, các bạn thấy không? Hiệu ứng nhấp nháy. Ok không nào? Đó. Bài gốc là bài này. Được chưa? Đây là bài gốc nè. Đó, và mở ra nó có hiệu ứng nhấp nháy, ok không ạ? Đó, rồi, các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Đó chính là cái cách mà mình làm tốc độ tạo ra một dự án mới trong vòng 1 phút. Đối với tốc độ của Thanh làm trong vòng 8 giây, nhưng đối với học viên làm trong vòng khoảng 2 phút. Còn nhân viên của Thanh làm trong vòng 1 phút.
Bao nhiêu bạn thấy là đó chính là cái bí kíp để vượt qua công ty khác là bằng cái phương pháp đó, đúng không ạ? Lúc nãy anh Vũ Xuân Quảng nói là hồi xưa chưa biết phương pháp nên là làm nó chậm, giờ biết phương pháp của thầy rồi là làm chắc chắn là nó nhanh cực kỳ. Đó chính là cái bằng chứng thanh đã làm rồi đó, đúng không? Ok, bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời ạ? Trong chương trình chuyên sâu Thanh sẽ hướng dẫn cho mình làm việc đó, làm được việc đó luôn các bạn nhé. Chưa hết, đó chỉ là mới phần website thôi. Đó mới chỉ là phần bí kíp của phần website. Bây giờ chúng ta tới bí kíp của phần sale web top đầu ha. Rồi, đây chính là Thanh học được bí kíp của bên Google, những cái bí quyết mà Thanh chuẩn bị nói đây. Đây ha, những cái môn Thanh vừa học, học bí quyết bên Google và bên YouTube. Rồi, đây, các bạn hãy xem cái phần này là về những cuộc đua, cái tư duy về những cuộc đua vượt qua đối thủ các bạn ha. Rồi, các bạn nhìn thấy nè, tư duy để vượt qua đối thủ như sau. Thanh làm một cái hình dung là lấy cái đường băng của máy bay đi. Nếu mà cái hoàn cảnh nó thuận lợi, đường đua thuận lợi, trong cái công việc của các bạn nó đang thuận lợi á, cứ ai đi ra đường băng là đều cất cánh bay lên được hết. Nếu mà không có trở ngại nào thì ai cũng cất cánh được giống như máy bay. Rồi, đó gọi là đường băng, nó thẳng ha, không có trở ngại nha, nó thuận lợi ha. Rồi, nhưng mà tư duy là khi mà ra cuộc đua thực tế là nó sẽ khó khăn. Vì sao người ta lại làm những cái cuộc đua, đua xe mô tô hay là ô tô, nó đều có những khúc cua nó rất là cong. Để làm gì? Tại sao người ta phải chọn những cái khúc cua cong như vậy? Lúc này người ta mới tạo ra để làm cho những tay đua điêu luyện, họ thể hiện cái tài năng ở ngay những khúc đua. Vì những khúc đua này nó sẽ dễ gây ra tai nạn, nên những tay đua tài năng họ sẽ vượt qua đối thủ ở những khúc cua này, đúng không nào? Lúc này mới gọi là vượt qua đối thủ bằng cái đòn quyết định, mà đòn quyết định đó là nằm ở khúc cua. Còn đường thẳng là ai cũng giống ai. Lúc đường thẳng họ cứ chạy túc tắc, nhưng đợi tới khúc cua họ sẽ ra đòn quyết định. Thì đây Thanh sẽ đưa ra hai cái phần cho các bạn xem ha. Những tay đua hoặc là những người họ muốn làm vượt qua được đối thủ á, thì họ dùng cái bí kíp độc quyền để vượt qua được những tay mơ mà những tay mơ không biết. Đó chính là cái bí quyết của Thanh, là Thanh học từ Google. Họ đưa ra cái phương pháp, đúng không? Thì đây chính là cái bí quyết, tóm tắt lại hai cái bí kíp nha. Đầu tiên là bí kíp số 1 là bí kíp bên website, bí kíp số 2 là bên sale web, và tiếp theo nè, các bạn sẽ nhìn thấy là bí kíp bên thiết kế website là có 6 cái nội dung này. Đầu tiên là chuẩn sale, thứ hai là giao diện nó là landing page và nhân bản ra trong vòng 1 phút ha. Rồi, nếu mình có nhiều cộng tác viên hay là nhiều đại lý thì chúng ta có thể tạo cho họ mỗi người một trang landing page. Đó. Có nhiều nhân viên thì tạo cho họ mỗi người một trang. Rồi, bên phần website là Thanh sẽ dùng cái bí kíp độc quyền của Google. Thanh đã luyện trong nhiều năm ở cấp độ chuyên gia rồi và tung 10 cái đòn quyết định. 10 đòn quyết định, lát nữa Thanh sẽ nói là 10 đòn quyết định các bạn nha. 10 đòn quyết định để dẫn đầu. Rồi. Đó chính là cái phần hai bí kíp. Thứ nhất là website, thứ hai là sale web. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Hata Academy và bấm vào nút chuông để luôn nhận thông báo tặng khóa học miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn.